Sau hơn 2 tháng phát động và triển khai, cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành công thương năm 2024, ban tổ chức đã nhận được 561 bài từ đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương và bạn đọc cả nước. Đặc biệt, cuộc thi còn thu hút được nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia kinh tế đầu ngành, các nhà báo, hưởng ứng và tham gia. Đây là lần thứ 2 Bộ Công Thương tổ chức sự kiện này. Với tinh thần trách nhiệm, công bằng, khách quan, minh bạch, nghiêm túc, ban tổ chức đã trao giải cho 28 tác phẩm, bài viết có nội dung xuất sắc theo đúng thể lệ, tiêu chí đề ra. 5 giấy khen dành cho các đơn vị tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt cuộc thi, 10 giấy khen dành cho các cá nhân tổ chức tham gia tốt cuộc thi và 22 tác phẩm tiêu biểu được chứng nhận vào vòng chung khảo. Tại sự kiện, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành công thương từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến ngày 3 tháng 2 năm 2025. Cuộc thi nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, phản ánh vị trí, vai trò của ngành công thương trong gần 75 năm xây dựng và phát triển, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về ngành công thương, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của ngành công thương trong phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ hội để mọi người hiểu rõ hơn về các lĩnh vực hoạt động của ngành công thương. Cuộc thi kỳ vọng sẽ khuyến khích sự sáng tạo và tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào việc tìm hiểu, đóng góp ý kiến xây dựng ngành công thương.